khởi tố đối tượng mua bán trẻ em. Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Lữ Thị Quế, sinh năm 1972, trú tại bản Chẩm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương để điều tra, làm rõ hành vi mua bán trẻ em, qua đó giải cứu thành công một nạn nhân. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Tương Dương phát hiện một đường dây nghi vấn về hoạt động mua bán trẻ em xảy ra trước đây trên địa bàn với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Quá trình đấu tranh, ban chuyên án xác định vào khoảng tháng 5 năm 2016, Lữ Thị Quế tiếp cận L. T. L. sinh năm 2002, trú tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An. Lợi dụng L có hoàn cảnh khó khăn, bằng các thủ đoạn Lữ Thị Quế đã dụ dỗ, lôi kéo L đồng ý đi sang biên giới rồi bán cho một người đàn ông nước ngoài lấy làm vợ với số tiền gần 300 triệu đồng. Lữ Thị Quế hưởng lợi khoảng 30 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 27 tháng 12 năm 2023, Công an huyện Tương Dương phá thành công chuyên án, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lữ Thị Quế về hành vi mua bán trẻ em. Hiện chuyên án đang được Công an huyện Tương Dương tiếp tục được đấu tranh mở rộng.